Hello anh em, xin chào anh em quay trở lại kênh của Rỗi 2P nha. Và hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của series review account người xem trên kênh của mình nha anh em. Hôm nay thì cái nick được lên TV có tên là Legendary XEX. Thì như ngày xưa số La Mã là số 19 các bạn. Có lẽ là hiện tại đang ở Kingdom 2319 nên là bạn quyết định lấy là số 19 ở đuôi luôn. Thì cái bạn này có nhờ mình ấy, đó là xem thử quả nick của bạn là sắp tới đua thiên đỉnh có ổn không. Mà thực ra bây giờ nếu mà nhắm vào đua thiên đỉnh cũng khá là sớm đấy anh em. Tại vì chắc cũng phải tầm 2 tháng, 3 tháng nữa chúng ta mới có thiên đỉnh tiếp theo cơ. Nhưng mà chúng ta cứ đi xem quả nick này có gì ấy nha anh em. Đầu tiên là về số VIP đi, hiện tại là VIP 16 với số ngày đăng nhập liên tục là 1058 ngày. Đó, VIP 16 đối với mình là quá ngon rồi, tuyệt vời, anh em có thể lên VIP 17, 18 thì quá tốt. Nhưng mà ở khoảng cách từ VIP 16 ấy, lên VIP 17 nó cũng tới là 1 triệu điểm VIP cơ. Các bạn nếu mà là người nạp ít hoặc là ít hit rương rất lâu để lên được VIP 17. Hiện tại thì bạn đã có số pao là 92 triệu với điểm tiêu diệt là 1 tỷ 8 nha anh em. Khá là cao nha, tiêu diệt T4 là 94 triệu và tiêu diệt T5 là 44 triệu. ID thì ID là 5284015, nền văn minh đang sử dụng đó là nền văn minh Pháp. Và có lẽ là một thành viên cũng hay xem kênh của Rock S2P thì chơi khá là chuẩn chỉ giống như cái phong cách chơi của mình nha anh em. Đó, nick này thì hiện tại đã ở Kingdom 2319 nên là có lẽ bạn này cũng bay về Kingdom này, thành ra số Q T4 hơi cao. Ở đây có ba cái album hình này. Đầu tiên đó là cái nick này là Luân tới từ 2388 nha. Đây, DV88 con dân Đông Lào, điểm tiêu diệt 348 triệu. Sau đó chúng ta tiếp tục có cái gì đây? Mirinda từ Kingdom 1254. Wow, điểm tiêu diệt 18 triệu. Và cuối cùng là một cái nick nữa 1254. Đó, không hiểu là úp ba cái hình ở đây làm gì. Thông tin thêm, sức mạnh tối đa 92 triệu, chết 8 triệu rưỡi, thu thập tài nguyên 15 tỷ 4 và hỗ trợ tài nguyên là 2 tỷ 6 nha anh em. Ok. Đội quân hiện tại bạn đã có là 5 triệu 8 lính với khoảng 2 triệu 3 lính bộ binh này, cả T4 cả T5, kỵ binh cũng rất là nhiều nha, khoảng 1 triệu 4 và cung thì khá là ít, chỉ có gần 1 triệu cung thôi. Đó, nick này khá là nhiều lính các bạn. Đó, anh em có thể thấy là rất là nhiều bộ luôn. Skin nhà ngoài thì bạn đang dùng đó là cái nhà KVK1. Và đây là phía bên trong giao diện thành phố của bạn. Một cái giao diện thành phố tôi có thể nói là khá là gọi là thô sơ anh em. Đây tiện có chính vụ viện mình đã xem luôn. Chính vụ viện cấp 15. Không nâng chính vụ viện vội là hợp lý nha. Tại vì chính vụ viện tôi thấy đi du lịch đen lắm. Hôm nay thì mình có test thử cho anh em, đó là cho đi du lịch vào Tướng Lam. Tỷ lệ ra đồ cam khá là ổn nha. Anh em có thể thử cho Tướng Lam đi du lịch. Đó, có lẽ là do Tướng Lam kiểu đứa ít được người ta dùng ấy, thành ra là bây giờ cho đi du lịch nó vui, nó tìm về cho mình được vũ trang cam anh em. Ở đây thì bạn đang có một cái nhà K1 là nhà cam này, một nhà cung điện Tokapi là nhà cam thứ hai. Đó, mới chỉ có cho mình đó là hai cái nhà huyền thoại thôi. Đây là bạn Luân này cũng đang gọi là mong chờ có một cái nhà thiên đỉnh tiếp theo. Hiện tại mình sẽ xem về tướng trước đi. Tướng bạn đang có là Quan Vũ Max Q và gần full một set talent nha, thiếu cái mũ với cái dao găm. Ở đây bạn cũng biểu trưng hết rồi, rất đẹp trai luôn. SCPO bạn cũng max skill này và mặc ở đây là 5 món cam, 3 món tím và 5 món cam này chưa gì. Ở trước thấy là talent, đằng sau đó là Ngọc Trinh rồi anh em. Nevsky bạn cũng max skill rồi, mà Nevsky ở đây bạn xài đồ tím này anh em ạ, không có xài đồ cam luôn. Có Pakkan này, Pakkan thì cũng mặc là tím pha với lại 2 món lam. Hình như ông này ông tháo hết đồ ra, ông đúc set talent hay sao nhờ, mới còn tướng thứ 3, thứ 4 mà đã không có đồ cam nữa rồi. Harang không mặc đồ cơ. CM của bạn cũng mắc này, CM thì mặc 2 món cam và 6 món tím nha anh em. Có Satin mắc, wow, rất là nhiều tướng nha. Mehmet cũng mắc luôn, đẹp trai nha, con này mà mắc là cũng thuộc dạng đỉnh đấy anh em, không biết có đồ chọc vàng không. Không xem được nha, chỉ có những chỉ huy ghi lại ở sau ngày 27 tháng 7 năm 2020 thì mới hiện chọc vàng đây thôi. Còn những bạn nào mà triệu hồi những con tướng trước cái ngày này ấy là sẽ không xem được. Tiếp theo chúng ta có là Tào Tháo mắc này, Ethel Flash mắc, Sơn Đế Ốc mắc, con này best farm game luôn. Con này mình rất là thích tại vì các bạn sẽ có một cái chiêu chuyên môn cộng thêm 10% tài nguyên sau khi thu thập hoàn tất, giúp các bạn farm vàng này rồi farm game được nhiều hơn. Những loại tài nguyên đấy nó đào rất là lâu. Đây bạn có Di Song Di của Max Skill rồi này, quốc tướng của mọi nhà. Richard Max Skill luôn. Wow, nick này nhiều tướng mắc đấy các bạn, không phải ít đâu. Alexander bạn cũng Max Skill này. Có El Cid Max Skill luôn. Mộc Lan thì 5524 cũng tương đối là may mắn, bởi vì chiêu 4 của Mộc Lan là một chiêu mình thấy là cần thiết hơn chiêu 3 rất là nhiều. Các bạn sẽ tăng cái tấn công và khi mà Mộc Lan đi tướng phụ thì các bạn sử dụng kỹ năng chủ động ấy sẽ khiến mục tiêu nhận thêm sát thương nữa từ mọi nguồn, rất là ngon. So với chiêu 3 chỉ đơn giản là một chiêu cộng kinh nghiệm thôi. Có Isida Max này, Sargon 5511. Uầy, có định lên Sargon nữa không nhờ, hay là đang tính quay xe đây. Dồn 106 tượng vào Sargon đại đế rồi. Có tiếp tục có là Ferdic 5534 này, Caesar 5553, Cleopatra Max, Zenobia 2111 này, Boudica không lên chiêu nào,
Ui, ta Rick không lên chiêu nào. Nick này có mấy con tướng không lên chiêu nhưng mà cứ cộng full cấp anh em ạ. Ok, nói chung là một nick khá là nhiều tướng nha. 2, 4, 6, 8, đó, 10, 12, 14, 15, đó, 16, tính ở Cleopatra đấy là 17. 17 là tướng can nhưng mà mình tính ở tướng farm với con Ethel Flash anh em, cũng là rất là nhiều tướng. Và đa số bạn này là đánh bộ với kỵ thôi, chứ mình thấy là chỉ có Z là cung, không có Nebu và Boudica bạn cũng không lên luôn. Ok, thì thanh niên này có hỏi mình đó là xem cho mục đạo cụ có đủ để đua thiên đỉnh không. Thông thường thì mục đạo cụ đua thiên đỉnh chúng ta sẽ không để ý nhiều về mục tài nguyên lắm. Đa số mấy ông mà có dự định đua thiên đỉnh các ông ấy cũng có nhiều tài nguyên ở nick farm rồi. Hiện tại thì tài nguyên ở ngoài bản này không thật sự là quá ấn tượng nha, nhưng mà tài nguyên trong túi thì còn nhiều. Ok, đây là mục tăng tốc này. Rồi, tăng tốc thì khi mà bạn power đã to như thế này, đa số tăng tốc sẽ dùng để luyện lính thôi. Tăng tốc luyện lính của bạn đây không còn nhiều này. Tăng tốc nghiên cứu bây giờ không làm gì hết. Nó nghiên cứu với xây dựng về sau không dùng để tăng power được. Và đây chúng ta có là tăng tốc chung. Gần 14.000 cái tăng tốc 60 phút, 4.000 cái tăng tốc 3 giờ, 763 cái tăng tốc 8 giờ, tăng tốc 24 giờ 190 ngày. Đó, với số lượng tăng tốc như thế này thì và T4 của bạn rất là nhiều. Thì mình nghĩ là bạn có thể nâng được đâu đó tầm 22 đến 25 triệu power. Mình chỉ tính nhầm đấy nha anh em, nhưng mà đó là một mức power mình nghĩ là cũng tương đối là an toàn thôi. Mình không nghĩ là hiện tại ở những skin nhà mà cộng tới 15% chỉ số ấy mà các bạn úp khoảng 22 triệu power đã là chắc cú đâu. Có rất nhiều cụm các bạn phải úp tới 30 triệu cơ. Đặc biệt là 2319 cũng có thể tạm gọi là một cụm kingdom khoảng tầm 2xxx ấy, thì nó kiểu khá là mới. Đây là mục tăng mạnh này, không có cái mở rộng độ quân nâng cao 50% nào luôn. Dùng hết được rồi. Thiết bị này, ok, vật liệu còn cái nịt luôn. Đây là đồ cam 3 này, 7 này, 11 này, 15 món cam. Ở nick này thì có lẽ là bạn đang nuôi mộng một set full talent chứ không muốn đúc nhiều đồ cam anh em, kiểu như cũng muốn làm key rally các kiểu đấy. Mình thấy có pack cam rồi. Nick này bây giờ mà lên theo con Taric là đủ bài, cũng được 4 set tím farm nha. Mình đang thấy cái mũ với cái áo nhiều nhưng mà nhìn lại thì cái găng tay ấy thì cũng đủ rồi, nhưng mà vũ khí đang thiếu một món anh em. Sắp đủ 5 set farm game rồi, có lẽ là thành viên ưu tú thành ra là cũng hay gọi là đi farm game anh em ạ. Thiết bị này, ok, không còn nhiều vật liệu lắm. Uầy, vừa nói xong thấy đây có 15 cái da, 20 cái quặng sắt và 20 cái gỗ mùn huyền thoại. Rất là nhiều đấy. Vũ trang cam, ui, có đúng một cái vũ trang cam là còn giữ lại thôi anh em. Hai dòng bộ binh đội hình tam giác. Hiện tại thì nhà phát hành cũng đang nhá hàng là họ sẽ ra mắt cái tính năng reset lại cái chỉ số vũ trang rồi. Nên là anh em nào mà đang có vũ trang cam của những cái đội hình mà anh em thích, ví dụ như là đội hình tam giác này, cái đội hình rất là phổ biến, và đội hình vòm, thì các bạn nên giữ lại tất cả những món vũ trang của cái đội hình đó nha. Thì ở mai mốt ví dụ đi, game nó mà ra cái chức năng reset lại cái vũ trang này thì game còn có cái để mà reset cho anh em, chứ không là còn toàn vũ trang tím là chơi với dế rồi đấy. Tiếp tục là mục khác, ở đây thì không có cái rương AE là cho mình mở luôn. Bình AP này không quá nhiều. 100 lời chứng nhận hiền nhân. Chọc vàng ở đây thì bạn còn là 18 chọc. Ui, nick này có vẻ là dùng chọc của nâng tướng hết rồi. Đó, dưới này là bảo tàng, cũng mở khóa hết bảo tàng các tướng các bạn. Ok, một cái nick mình thấy là khá là mạnh đấy anh em. Để xem về cái mục là đánh đầu để xem bạn setup đạo quân như thế nào. Đây, đạo đầu tiên thì bạn sẽ có là con CM Constantine. Đạo thứ hai là SCPO Mehmet. Đạo thứ ba, Quan Vũ Alex. Đạo thứ tư là Nepki Cao Cao. Và đạo thứ năm là Pakan Haran. Ở đây thì nếu mà Nepki Cao Cao, tôi nghĩ các bạn đánh Nepki gì có khi nó mạnh hơn anh em. Tại Cao Cao cái chiều của nó bắn được có 1.600 ấy, sát thương đơn mục tiêu cũng thua con gì nữa, mà con gì nó còn bắn lan. Nên là mình nghĩ là chúng ta đánh Nepki gì là ổn áp. Với lại chắc là cái con mà CM Constantine thì tôi nghĩ chắc bỏ đi anh em ạ. Con này tôi không biết là mang ra đồng thì nó sẽ đóng vai trò gì đây. Tại vì các bạn bảo tăng ấy, nhưng mà thực ra các bạn ăn 5 lan cũng đủ để thốn anh em ạ. Tôi nghĩ là cặp này có thể cất hoặc là đem đi nhét cờ, nhét vali thì nó sẽ hợp lý hơn. Đó, xem qua một chút về cái Kingdom 2319 nha anh em. Hiện tại thì 2319 chúng ta đang có một clan là 19A, sức mạnh 8.930.000.000. Clan top 2345 thì cũng 1 tỷ nhưng mà toàn clan kiểu clan farm thôi anh em ạ. Hiện tại thì 2319 nó đang có quà là quà cấp 27. Thế là cũng đạt tương đối đấy chứ. Thành viên liên minh này, R5 đang là quân 19. Ồ, có vẻ đây là team XIX à? Ở đây có một cái nick cao tiến XIX này. Mình không nhớ chắc là cái kingdom này mình có review cái nick nào chưa nữa anh em. Nhưng mà có vẻ đây cũng là một kingdom thuần Việt anh em. Tôi thấy rất là đông người Việt Nam luôn đấy. Hình như là nick F1 cà phê Việt Nam mà tôi review rồi thì phải. Nói chung là trong một cái cụm nhiều Việt Nam như thế này thì có lẽ là sẽ kiểu farm game các thứ nó hơi khó thôi. Còn đua thiên đỉnh thì còn phụ thuộc vào những kingdom xung quanh nữa. Do đua thiên đỉnh các bạn sẽ đua với 8 cái kingdom ở trong cùng một cụm nha.
kỹ năng liên minh này 19A hiện tại là Q 138 tỷ là cũng là cao đấy anh em, tại vì liên minh của họ bao có khoảng 9 tỷ thôi và Q tầm này là cao rồi. Kỹ năng cá nhân F1 cà phê Việt Nam là cao nhất này. Quân 19 4 tỷ 5, top 1 là 5 tỷ 7, top 3 3 tỷ 2 này. Top 4 chúng ta có là 3 tỷ 1, Nick Headhunter này hình như đợt bữa tôi review đúng không ta? Nói chung là cái cụm này tôi thấy kiểu tên khá là quen anh em ạ. Và bây giờ thì mình review đến cái nick của bạn Legendary. Các bạn này kêu 1 tỷ 8 mà top 27 là cái kingdom này kêu cũng ác đấy chứ. Clan có 8 tỷ thôi mà đây mình thấy là cũng 55 ông. Kêu trên 1 tỷ, thế là cũng ổn rồi. Mặt bằng chung như vậy là ok anh em ạ. Chứ còn nhiều khi kêu point dồn hết vào 1 2 ông đầu ấy, xong mấy ông kia kêu point lẹt đẹt vài trăm triệu thì cũng ăn thua. Xem qua một chút về gói nạp đi để xem ông này nạp kiểu gì nào. Đường đến sự vĩ đại là chưa nạp hết luôn, như vậy là cũng không phải nạp quá nhiều. Ngày lễ hoan hỉ nạp một gói 100.000, thưởng nạp lại chơi ngày đầu tiên. What? Thưởng nạp lại chơi một ngày hơi phí nhở. Đối với sự kiện thưởng nạp lại nhá, thì anh em mà thuộc dạng nạp ít ấy, thì mình có một cái lời khuyên cho anh em đầu tư vào game nó hợp lý này. Đó là các bạn sẽ nhịn một thời gian. Đấy, các bạn nạp một phát, các bạn nạp hết 5 ngày luôn thì thiệt hại nó sẽ khoảng 1 triệu rưỡi đổ lên. Đó, nhưng mà bù lại thì khoảng 5-6 tháng sau các bạn không nạp cũng được. Đa số anh em nạp game tháng thì nên chơi gói đấy. Đấy, ví dụ như bạn này đúng không, thì tháng nào bạn cũng nạp một gói game đi hết 200.000 rồi, thì chúng ta tích cái thưởng nạp lại này, chúng ta nạp một phát đến 5 ngày luôn. Thay vì các bạn nạp mỗi ngày đầu nó chẳng được cái gì các bạn, nó ngày thứ hai các bạn được 10 chọc vàng này, ngày thứ 4 10 chọc vàng và ngày thứ 5 10 chọc vàng, tổng nó được 30 chọc vàng, nghĩ là ngon hơn. Vì đằng nào anh em cũng nạp game tháng mà, mình thì mình sẽ chơi như vậy nhá, nó sẽ tối ưu nhất. Chứ đừng có nạp một ngày như thế này kiểu nó rất là phí anh em. Lỡ thì thôi, quất luôn cái ngày thứ hai đi lấy 10 chọc vàng cho nó ngon. 2319 hiện tại cũng đã có 2 lá cờ trên cây VK rồi. Đã win một cái cây VK vào tháng 10-21 này, và một cái cây VK vào tháng 7-22. Như vậy là win cái mùa 1 với một mùa chinh phạt. Anh em Việt Nam cụm này đánh có vẻ cũng khá là cố gắng rồi. Ok anh em, như vậy là video review của cái nick Legendary tới Việt Đâm 2319 của mình đến là kết thúc rồi. Đây là một quả nick mình đánh giá là mạnh nha anh em. Về khoản đánh đồng thì rất là ok rồi. Còn về cái khoản đua thiên đỉnh thì nếu mà bạn xác định những cái lần đua thiên đỉnh trước, cái kingdom của các bạn chỉ úp tầm khoảng 25 triệu pound đổ xuống ấy là đã ăn được top 10, thì mình khá là tự tin nick này có thể ăn được một cái sự kiện thiên đỉnh tiếp theo nha. Lý do là bởi vì T4 của bạn còn rất là nhiều, cũng như là speed trong kho của bạn cũng rất ổn nha anh em. Và nếu các bạn muốn theo dõi nhiều hơn những video review cao cho tương lai, cũng như anh em có nhu cầu được lên TV để được tư vấn thêm, thì các bạn có thể gửi hình ảnh qua kênh Discord của Rock2P hoặc là thông qua fanpage Rock2P nha anh em. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.